Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2022. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều bình an và an lành trong cái ngày mới. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì bữa nay là coi như là không có nhiều chim ha, nhưng mà được cái là có hàng độc nha mọi người nha. Đây, cái thứ nhất là chè đất mẫu, phải nói là rất là đẹp ha. Đây là bé số 1 ha. Rồi qua bên này, à chè đất mép nha mọi người nha, chưa qua cám. Đây là bé số 1, giá là 120k nha. Đây là số 2, bữa nay về được 3 bé, coi như là mẫu phải nói là siêu đẹp, xòe to. Đây bé số 2 ha. Bên này là bé số 3. Đúng ra là em không có review chim nhộng hôm nay mọi người ạ, nhưng mà được làm gì làm cũng phải đăng một cái clip để giữ kênh nha mọi người nha. Vì sao mà em đăng cái clip ngày hôm nay? Đúng ra em không có đăng clip đâu. Đây là ba bé chòe đất rồi ha, giá là 120k. Do là có một bé chòe lửa mái bông ha. Đó, đây là số 4 ha, số 4 mái thường, cái này là mái thường thôi nha. Chòe lửa mái thường giá là 150k ha. Rồi bên này, số 5 là thanh tước bội, giá là 350k. Rất đẹp ha. Còn ngày hôm qua thì về được 9 chòe than thì đã hết rồi nha mọi người nha, không còn chim gì hết. Còn chim ngày hôm nay là coi như là em review cho các anh xem, coi như là ba bé chòe đất nè, một bé chòe lửa nè, một bé thanh tước nè. Rồi bây giờ em sẽ review cho các anh thật là chi tiết một bé chòe lửa mái bông nha mọi người nhé. Đúng ra là hôm nay phải nói là nó rất là ít chim, cho nên là em cũng không có muốn lên cái clip, nhưng mà do là có một cái bé này, nói chung là cũng được 5-6 bông gì đó ngay cổ, mà bông lớn. Nói chung là cái dòng này thì cũng khá là nhiều anh em cần, cho nên là thôi tranh thủ lên luôn cái clip cho anh em nào mà có nhu cầu ghép sinh sản ha mọi người ha. Rồi bây giờ mấy anh đợi em chút xíu để em sẽ bắt ra, em sẽ review những cái bông trên cổ cho mấy anh, rồi em sẽ báo giá trực tiếp cho các anh ha. Rồi anh em nào ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước giúp em, anh em nào ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh á, thì sẽ ship COD nha mọi người nha, có nghĩa là giao tới nơi và thu tiền. Đây là lửa mái rừng ha. Lửa mái rừng đây. Phía lông đuôi nó là cũng hơi cũ cũ rồi, nó tưa đuôi hết rồi. Đuôi nó tầm 12 gì đó. Nói chung là không có đo đuôi, em chỉ bán ở đây là cái thứ nhất là em bán là bán chim bông chứ không phải là bán chè lửa đuôi dài ha. Cho nên là em không có đo đuôi. Đó, bây giờ em sẽ đây, các anh thấy ha. Lửa mái này rất là tơ nha mọi người nha. Đây nó được khoảng chừng cũng khá là nhiều bông ở đây nè, 2 3 4 5, được 5 bông ngay chỗ này ha, rất là to ha, bông rất là lớn nha mọi người nhé. Rồi đây là chim rừng chưa qua cám, và cái thứ hai nữa là không bị lỗi, thứ nhất là móng đều đầy đủ hết nha, chân hồng móng trắng nè, móng trắng và móng mèo luôn nha, đây nè, móng trắng phao rất đẹp ha. Rồi chân bên kia nè, móng cũng đầy đủ ha, đó không có bị lỗi móng, bất cứ móng gì hết. Và chim này là chim mới nha, chim mới nha, từ rừng về nha. Đó thì nó có 5 bông lớn ngay cổ, và trên mắt này cũng có bông nữa. Rồi giá rất là yêu thương nha mọi người nha, giá là 1,8 triệu. Lửa mái 5 bông nè, bông mắt nữa nè. Rồi trên cái phía ngay mũi này hình như nó cũng có một cọng bông nữa nè. Rồi cái viền mắt này cũng có nè. Đó, thì em đã review phải nói là rất là chi tiết rồi, cho nên là mấy anh khỏi cần phải coi như là thảnh nơi kết bạn Zalo, Zalo gì hết. Tại vì biết sao không, Zalo á là em rất là ít khi sử dụng, em chỉ sử dụng khi nào mà mấy anh chuyển tiền hay là em gửi chim đi cho các anh ra các cái nhà xe á, thì em sẽ chụp những cái ví dụ như là em chụp cái số xe, số điện thoại xe hoặc là cái hóa đơn mà nhà xe ghi người ta đưa cho em á, thì đó em gửi qua Zalo cho mấy anh thôi, chứ còn bình thường em phải nói là rất là ít xài Zalo. Do là khi mà em bán hàng á,
bán chim cỏ chim cảnh đồ á, em mở máy điện thoại lên đó là rất là nhiều người gọi, cho nên là xài Zalo không có thời gian mà để nhắn tin, mong tất cả mọi người thông cảm ha. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới an lành và bình an trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại.